Chào mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người ngày đầu tháng thật là nhiều sức khỏe và thật thành công nha. Hôm nay mình sẽ review xíu mại bọc trứng cá, trứng cút nha. Đây, hạn sử dụng của nó là 3 năm nha. Giờ mình sẽ lấy cái khui hộp mình cho đây. Thơm lắm. Này đóng rất là kỹ, không có cái nắp mở trong mấy cái hộp kia. Nên phải sử dụng đồ khui. Cái hộp này có giá là 57.000 nha. Mua tại siêu thị, mọi người đi siêu thị người có thể mua nha. Đây, viên đã rồi, được 5 viên, 10 ngàn một viên đấy. Mình sẽ trả hộ. Mình sẽ bật bếp lên nha. Đây. Dính đây ít đây. Đây, cái này được là nhìn này. Đó, sốt cà. Khối lượng của nó là 226 g nha. Khối lượng cả nước nữa là 425 g. Là sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, thành phần nó đây. Thịt heo này, nước này, trứng cút, tinh bột mì biến tính thôi. Cà te nha, gia vị là đường này, muối ớt, hành tây, tỏi, hương liệu tự nhiên tổng hợp nha. Phụ gia là chất điều vị, chất nhuộm hóa, màu thực phẩm tổng hợp, chất làm dày, ăn liền ngay sau khi mở nắp hoặc chế biến thành món khác nha. Đây thích hợp cho các món này, kẹp bánh mì này, mì xào này, pizza này, súp spaghetti này, trứng cút giàu chất dinh dưỡng, rất có lợi trong quá trình phát triển trí não nha. Này, hướng dẫn sử dụng ở nhiệt độ thường này, nơi bảo quản thô mát này. Sau khi mở nắp nên sử dụng hết, nếu không sử dụng hết, đậy kín bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 24 giờ thôi nha. Thông tin cảnh báo là không sử dụng sản phẩm hết hạn này. Không sử dụng cho những người có thành phần mẫn cảm dị ứng với thành phần trong sản phẩm này nha. Đó, hộp rất là to đẹp nha. Sôi này, trứng bọc trong này. Cái nước này nhìn giống như nước cá hộp ấy. Ngửi mùi ra y hệt cái mùi của cá hộp sốt cà chua ạ. Cái viên rất là bự nha. To chà bá luôn. Chuẩn bị mấy cái bát nữa. Mình cái bát. Đó, mọi người mua vào nấu là rất là dễ ăn mà tiện lợi nữa, nhanh nữa. Cái này chỉ cần hâm nóng là ăn được, sôi là ăn được, không cần phải cho thêm bất cứ gia vị gì hết. Đấy, sôi rồi, giờ mình thử miếng nước nha. Mọi người thử miếng nước nha. Cái nước của nó có vị y hệt vị của sốt cá cà chua ạ. Giờ sẽ là những này ăn thử xem nha. Sẽ bộ đôi này. À đây. Thịt này, còn một quả trứng cút trong này. Trứng cút này giống kiểu chị đã chiên sơ rồi nha. Mọi người thử thử miếng trứng cút rồi. Trứng cút cũng đã chiên sơ rồi, cho gia vị ăn rất là ngon. Thử miếng thịt nữa con nha. Cái lớp ở ngoài làm béo ăn giống kiểu của pate ấy. Ngon cực kỳ luôn. Mọi người mua dùng thử đi. Cá trứng cút này thì đã sơ chế riêng rồi, chiên sơ xong rồi
Ở trong ấy cũng có cho một chút gia vị của giống vị của này. Đúng mà. Ngon lắm, mọi người mua dùng thử ngay nha. Được 5 viên rất là to này. Tha hồ mà ăn. Cái này mọi người mua cũng gì mọi người chết ra. Nó kiểu ăn như là pate ấy, ngon cực kỳ luôn. Xíu mại, bánh mì xíu mại rất là ngon nha. Chào mọi người xem clip của mình, mọi người nhớ like đăng kênh cho mình nha. Xin chào mọi người trong video mới nhất nha.